chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Bài học Thành Công. Có bao giờ bạn đặt mục tiêu sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng tới, hay trong một năm tới, thậm chí là 5 năm tới? Đó chính là một trong những bí mật của người giàu. Mỗi phút trôi qua đều quý giá. Khi bạn có mục tiêu, bạn sẽ sử dụng từng phút trôi qua cho mục tiêu của mình. Video này dành cho ai chưa kiếm được 100 triệu và 1 tỷ đầu tiên và dành cho người muốn kiếm 10 tỷ tiếp theo trong đời. Sau khi đọc xong hàng trăm cuốn sách chia sẻ những bí mật của người giàu, mình đã đúc kết lại những lời khuyên sau đây để giúp bạn thành công trong sự nghiệp và tài chính. Thứ nhất, đặt mục tiêu và chia nhỏ mục tiêu. Bạn biết đấy, vừa nãy Ngân có nhắc đến số tiền 100 triệu, 1 tỷ và 10 tỷ. Khi mới nghe như vậy, bạn cảm thấy số tiền đấy rất to, thậm chí là viển vông, đúng không? Nhưng bạn hãy dừng lại một giây và suy nghĩ, nếu bạn chia nhỏ số tiền đó ra làm nhiều phần, thì nó còn to không? 100 triệu có thể là kết quả của một phép cộng hoặc là một phép nhân. Cách bạn chia nhỏ mục tiêu sẽ giúp bạn chinh phục mục tiêu dễ dàng hơn. Nếu bạn mục tiêu 1 tỷ là 10 phép cộng của 100 triệu lại với nhau, bạn phát triển 10 nguồn thu nhập để mỗi nguồn thu nhập mang cho mình 100 triệu và kết quả bạn có 1 tỷ. Hoặc với mục tiêu 100 triệu cũng vậy. Nếu bạn mục tiêu 100 triệu là phép nhân 10 lần của 10 triệu, thì bạn phát triển một công việc và phát triển nó lên 10 lần, bạn có 100 triệu. Phương pháp nhân tỏ ra dễ hơn khi chúng ta chỉ cần làm tốt một việc để có 100 triệu và lặp đi lặp lại việc đó 10 lần để có 1 tỷ. Thứ hai, làm giàu nhanh hay làm giàu bền vững? Bạn muốn kiếm được số tiền đó trong bao lâu? Thời gian kiếm tiền phụ thuộc vào lựa chọn tiếp theo của chúng ta. Bạn muốn có một mô hình làm giàu siêu nhanh hay một mô hình làm giàu bền vững? Thường, không có cái gì nhanh mà bền vững cả. Bởi vậy, chúng ta đi theo phương án chậm và ăn chắc, mô hình bền vững phổ biến. Trong một lần gặp gỡ, Jeff Bezos, ông chủ của đề chế Amazon, đã hỏi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett một câu hỏi. Phương pháp đầu tư của ông vô cùng đơn giản. Rất nhiều người có thể trở thành người giàu có thứ hai trên thế giới nhờ phương pháp này. Tại sao không ai sao chép lại phương pháp của ông nhỉ? Warren Buffett mỉm cười rồi trả lời từ tốn. Bởi vì không ai muốn làm giàu chậm cả. Bạn cần nắm được hai quy luật. Thứ nhất, quy luật về gieo trồng thu hoạch. Bạn gieo hạt giống của sự giàu có, bạn gặt sự giàu có. Thứ hai, quy luật về giá trị. Bạn được trả tiền khi bạn mang lại giá trị cho người khác. Thứ ba, những đặc điểm chung mà những người giàu tự thân đều có. Có một cách rất hay để trở nên giàu có, đó là sao chép những mô thức thành công của những người giàu có. Bạn thử đếm xem, bản thân có bao nhiêu phần giàu có rồi nhé. Sinh ra trong nghèo khó, nhưng ý chí rất lớn, không bao giờ chịu gục ngã hay cam chịu cảnh nghèo khó. Chịu khó học hỏi và làm việc bất kể ngày đêm. Thông minh hơn người nhờ chịu khó và va chạm gấp nhiều lần người bình thường. Họ không nghĩ là mình sẽ thành công, nhưng thành công vẫn đến với họ vì họ chỉ tập trung vào làm việc và phấn đấu, không quan tâm tới điều gì khác. Thất bại 1, 2, 3, n lần không thành vấn đề, cho tới khi bao giờ thành công thì vẫn không dừng lại. Hào phóng cho người khác tiền của và kiến thức, kinh nghiệm. Thường gắn với một nghề cụ thể trong nhiều năm và đạt lợi thế cạnh tranh khi so sánh với các đối thủ, thường là người dẫn đầu lĩnh vực đó trên thế giới hoặc ít nhất của nước họ. Khi làm nhiều lần, thất bại nhiều lần, thành công nhiều lần, họ đúc rút ra một công thức của thành công. Nếu bạn copy các đức tính trên và thực hành liên tục trong vòng 5 năm, thì bạn sẽ có nhiều tỷ, không chỉ 1 tỷ. Mỗi đặc điểm đều là hạt giống của sự giàu có. Bạn trồng càng nhiều, kết quả bạn thu hoạch càng được nhiều thành tựu. Thứ tư, tiết kiệm thời gian và làm công việc mình yêu thích. Cuộc sống của chúng ta đều rất khác nhau, và thời gian là thứ mà chúng ta không bao giờ lấy lại được. Bạn sẽ không có nhiều thời gian để làm những việc mà mình mong muốn. Vì thế, điều quan trọng là tận dụng bất cứ những gì bạn có và hãy nỗ lực hết mình. Warren Buffett khuyên rằng, hãy luôn làm những gì mà bạn cảm thấy yêu thích, bởi chỉ khi đó bạn mới tìm thấy sự hài lòng trong công việc của mình. Theo đuổi niềm đam mê của bạn có thể sẽ mang lại nhiều thứ trọn vẹn, thứ mà bạn không thể mua được bằng tiền. Thứ năm, sẵn sàng từ bỏ công việc bạn chán ghét. Bạn có đang chán ghét công việc mà bạn đang làm? Theo một cuộc điều tra mới của Gallup, kết quả giật mình cho thấy 85% người Mỹ đều không thích thú gì với công việc của họ. Còn ở Trung Quốc và Nhật Bản, con số này lên tới 94%. Hầu hết, mọi người đều ghét điều mà họ làm, nhưng lại dành phần lớn thời gian họ sống để làm điều đó. Thật buồn cười.
Bạn có muốn dành phần lớn cuộc đời mình để làm điều mình ghét không? Chắc chắn câu trả lời của số đông là không rồi. Khi bạn dành thời gian cho công việc mà bạn chán ghét, bạn chắc chắn sẽ bị căng thẳng, mà căng thẳng là nguyên nhân hàng đầu của nhiều vấn đề sức khỏe. Khi bạn sử dụng thời gian cho những điều không quan trọng, bạn đánh mất thời gian dành cho ước mơ của mình. Những điều gây phân tâm nhỏ bé này đánh cắp thời gian của bạn, và nếu bạn cộng dồn chúng lại, bạn sẽ kinh ngạc. Nếu bạn làm công việc mình chán ghét trong nhiều năm, bạn sẽ khiến bản thân quen với sự tầm thường. Cuộc sống rất ngắn ngủi, đừng phí thời gian chịu đựng những điều chúng ta không thích. Một cuộc sống tuyệt vời đang chờ ở phía trước nếu bạn sẵn lòng làm điều gì đó khác đi. Nếu bạn sẵn lòng thực hiện, bạn có thể từ biệt công việc đáng chán đó. Hãy nhớ rằng, điều này cần thời gian. Thứ 6. Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Sự tự do bắt đầu bằng việc giải phóng tâm trí và xem giấc mơ của bạn là điều có thể thực hiện. Để có được một cuộc sống tuyệt vời, bạn cần loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ăn sâu bám rễ trong đầu bạn nhiều năm. Nó đang hủy hoại bạn và ngăn bạn hành động đến thành công. Sau đây là những suy nghĩ tiêu cực phổ biến nhất bạn cần loại bỏ. Mình không có ngoại hình đẹp. Tự tin là một nét hấp dẫn và chắc chắn sẽ có ai đó phù hợp với bạn. Đừng nghe bất kỳ ai nói với bạn điều ngược lại. Mình không thông minh. Có thể bạn không cần học đại học. Điều quan trọng là bạn luôn không ngừng học hỏi. Rất nhiều triệu phú tự thân không học đại học, thậm chí là bỏ ngang khi đang học đại học để phát triển sự nghiệp vĩ đại của riêng mình. Mình không vượt qua được nỗi sợ hãi. Sợ hãi chính là yếu tố hủy hoại giấc mơ. Hầu hết, nỗi sợ đều không có thật và do chúng ta tưởng tượng ra. Vì thế, bạn hãy kiểm soát nó. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn đến với sự tự do thực sự, sống cuộc đời thỏa mãn nhất. Những gì người khác nói là đúng. Điều đó đúng với hoàn cảnh của họ, đúng với con người của họ, nhưng nó không đúng với bạn. Đừng nghe những người tiêu cực, hãy loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của bạn nếu cần. Điều này quá khó khăn nên tôi sẽ không thử. Cho dù khó khăn, hãy thử bằng mọi cách giúp chúng ta học hỏi và tiết kiệm. Tôi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Cho dù bạn là ai, đang ở thời điểm nào trong cuộc sống, bạn cũng đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Hơn thế nữa, bạn sẽ hạnh phúc nếu bạn muốn được hạnh phúc. Nó sẽ không hiệu quả đối với tôi. Ai trong chúng ta cũng có khó khăn của riêng mình. Người khác làm được, bạn cũng làm được. Bạn sẽ làm được bằng cách thay đổi nhận thức. Được vậy là tốt lắm rồi. Bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn và bạn phải hành động để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn sẽ có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Thứ 7. Hãy khơi thông dòng tiền trên Internet. Năm 2007, Bill Gates từng nói, trong vòng 5 đến 10 năm nữa, nếu bạn không kinh doanh qua Internet, thì tốt hơn hết, bạn đừng kinh doanh nữa. Hiện nay, 2,5 tỷ người truy cập Internet mỗi ngày và con số này được dự đoán sẽ tăng lên gấp đôi trong 5 năm tới. Một doanh nhân thành đạt là doanh nhân luôn trực tuyến trên mạng. Họ không có nơi làm việc cụ thể, thậm chí không cần nơi làm việc. Tất cả những gì họ cần là một chiếc máy tính xách tay có kết nối Internet để quản lý công việc của mình. Bạn hãy tập trung vào việc xây dựng mạng lưới khách hàng và người nhận email trên Internet. Đó cũng chính là tập trung vào việc xây dựng kinh doanh để khơi thông dòng tiền trên Internet chảy về tài khoản của bạn. Hãy để cho mọi người thấy con người thật của bạn và kết quả thực sự mà các khách hàng của bạn sẽ có được. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn cung cấp đến khách hàng của bạn giá trị thật. Nếu bạn cung cấp cho khách hàng những giá trị không đáng tin, bạn sẽ không thể lừa họ mua một sản phẩm nào khác. Chúng ta đang sống trong thời điểm tuyệt vời để trở thành doanh nhân trên Internet. Có rất nhiều ngành kinh doanh phù hợp với chúng ta. Hãy ghi nhớ những bí mật của những nhà tiếp thị giàu có trên Internet. Hãy truyền sự đam mê, cảm hứng và tình thương yêu của bạn. Hãy luôn chia sẻ, cho đi nhiều hơn và tìm cách giúp đỡ người khác. Cộng đồng của bạn phải liên kết chặt chẽ để mục tiêu của bạn vượt xa những con số. Mối quan hệ cá nhân chính là điều mang lại khách hàng thân thiết. Qua thời gian, các con số sẽ tăng lên hết mức có thể bởi tất cả những khách hàng mới và người theo dõi đã cam kết với bạn. Hãy lên danh sách email kết nối với khách hàng, tạo ra các chuỗi sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho một đối tượng khách hàng. Để thành công, bạn phải khác biệt và nổi bật. Khi bạn là bản sao của ai đó, người khác sẽ hợp tác với người đó chứ không phải bạn. Phải tập trung thời gian và nguồn lực vào nơi giúp bạn thu về kết quả tốt nhất. Đừng quá phụ thuộc vào một chiến lược, cần luôn có kế hoạch dự phòng. Hãy để mọi khía cạnh kinh doanh trở nên đơn giản, rõ ràng. Từ website cho đến các thông tin mạng xã hội, đừng để cho khách hàng cảm thấy bối rối hay nản lòng. Hãy truyền tải niềm hy vọng
và giúp người khác giải quyết vấn đề lớn nhất của họ. Nên nhớ, người ta mua hàng từ người họ thích, họ biết và họ tin tưởng. Thành công chính là đặt bản thân vào đúng chỗ và bên những người phù hợp. Và cuối cùng, admin muốn nhắn nhủ với bạn rằng hãy tin tưởng bản thân và tin vào thành công của chính mình. Chỉ cần tin tưởng, sự giàu có rồi sẽ đến gõ cửa nhà bạn. Thành công cũng có nghĩa là sống một cuộc đời hạnh phúc. Hãy sống một cuộc đời đáng sống. Tối nay, hãy tắt TV và đi ngủ sớm hơn nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.